Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Những ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết thì Khôi cũng xin thông báo đầu clip luôn, thì những cái món hàng mà Khôi bán vào dịp cuối năm này thì Khôi bưu điện hết nhận hàng chậm thì sẽ chuyển sang nhận hàng nhanh, và Khôi sẽ hỗ trợ bao ship toàn quốc anh em nhé. Chỉ có loa thôi, còn âm ly chỉ có âm ly thôi, còn loa thì nặng thì bưu điện chắc chắn không nhận rồi mà sẽ gửi xe. Thì trong clip này Khôi giới thiệu anh em một con âm ly Mỹ compact ha, compact Chiphonics, một con âm ly cổ ráp tay của Mỹ, chất âm cực kỳ cuốn hút và ấn tượng nha. Bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần anh em cùng xem. Đây, Khôi đang ghép với cặp ánh test 615B luôn. Khôi đưa máy thấp xuống tí. Đây nè, rất đẹp luôn. Thì con này Khôi có giới thiệu một lần cũng một hai tháng trước. Tuy nhiên là Khôi thấy nó xinh xắn, nó cũng rẻ nên Khôi để lại Khôi trưng bày vậy nè. Nhưng mà cuối năm thì Khôi sẽ gom lại một số và bán thân lý nha. Thì con này Khôi cũng báo luôn, nó là âm ly Mỹ Compact Triphonics. Nó là dòng âm ly ráp tay sâu sắc, thì chắc chắn Khôi sẽ tháo ra cho anh em xem. Vỏ gỗ zin theo máy anh em nha. Giá ngày thường là 10.500.000 không bao ship, còn hôm nay là giá 8.500.000 bao luôn ship nhanh nha. Đó, rất là đẹp luôn, và đặc biệt là nó hay, nó phù hợp với các dòng âm ly cổ R4 đồng trục toàn dài. Đây Khôi đang đánh đồng trục Antet 615B Bắc 40 nha. Hay hơn, hay rất nhiều so với những con âm ly mà khác. So với Nhật thì thật sự là nó một trời một vực luôn. Anh em nghe thử cân nhắc lựa chọn nha. Thoáng hương vậy cho đời say. Cuộc tình ngày đó đã theo mùa xuân đó. Cuộc đời này đây đã chôn vùi ở đây. Rồi thì anh em nào mà nghe được mà thấy tí nữa mà mình nghe mà thấy hợp đốn nó mua cả bộ á, thì Khôi gửi xe cho anh em ha, ở khai Sài Gòn thì mình sẽ cho xe chở tận nhà. Rồi, âm ly 8.500.000, rất rẻ luôn. Bây giờ thì Khôi sẽ tháo ra cho anh em xem. Máy rất là mới luôn ha. Đây, sườn máy này cực kỳ mới luôn, đít mong lúc nãy Khôi quay rồi. Đó, nó có tới 1 2 3 4 cái cầu chì này. Cầu chì này, cầu chì ngồn này nè. Đó, cầu chì này là cầu chì bảo vệ loa. Thì đây, cái con này anh thiết kế một cái đường công suất, ba đường công suất nè. Ở sau này thì nó ghi là bát, nhưng mà anh thấy không, nó giống hoàn toàn luôn, ba mạch nó giống nhau, không khác gì luôn anh em nha. Đó, nên anh em thấy tù này, dàn tù này quá trời luôn. Dưới này có cái linh kiện dưới này nữa nha. Con này thêm chạy hai nguồn nữa nè, đây nè, hai cục nguồn bằng nhau. Đó, anh thấy độc đáo không? Mình cũng không biết, nó có một con sò nguồn đây nữa nè, một con sò nguồn đây nữa. Đó, chạy 1 2 3 4 5 6 7 bảy con sò nè. Bảy con sò thì đủ tiền rồi. Đó, thì nó có sao thì Khôi về quay như vậy, nhưng mà đây là đồ Mỹ anh em nha. Này, nhìn con chassis to, tủ các thứ là đều là Mỹ hết. Tôi chắc chắn là Mỹ rồi. Tủ xanh này là được sử dụng nhiều trong các cái con âm ly của Lít của châu Âu á nha. Thì tiếng con này nó rất là hay. Khẳng định với anh em hay nha. Công suất thì nó không quá lớn nữa này, nhưng mà nó hay. Đây anh em nha, đây, cái tem của nó này. Series này. R5465 này. Rất độc đáo luôn nha. Đây, thì có gì Khôi quay hết. Nó để là công suất ra loa này. Có cái số 25 mà này, một vế là 25W ha. Đúng không? Đúng rồi. Một vế là 25W output này. Output 25W này. Đó. Đó. Thì công suất cũng trong cái dòng âm ly cổ thì cũng ok, đánh được các dòng loa đồng trục Fulger hoặc các dòng loa cổ R4 các thứ ha. Khôi cũng ghép với loa cổ 3 tấc ra tốt luôn nha. Chiều nay thì đánh đồng trục Wiener rồi, còn hôm nay thì sẽ đánh cặp la Mỹ khác. Đó. Rồi mức giá thì cũng rất là hợp lý thôi, có vài triệu, chưa tới 10 triệu nha. Chưa tới 10 triệu. Nên Khôi thấy rẻ nên Khôi ship về để cho anh em trải nghiệm ha. Khôi cùng trải nghiệm. Rồi, dây nguồn còn rất là mới luôn này. Đây. Lúc này chưa quay này. Đây. Còn mới kéo sợi băng luôn ha. Đó. Còn cả cái dây buộc dây nguồn luôn. Nói chung là liên những cái thứ liên quan Khôi quay cho anh em xem, ốc zin ha. Mọi thứ là hơn.
chiều hoa đứng im như mắt buồn, lòng ta sao xuyến lắng nghe lời lạnh lùng lấy hồn ta.
rồi ta. Rồi Khôi test thử thôi nè. Cái con này thì Khôi cũng đã test vài lần với một vài cặp loa cổ khác nhau. Tuy nhiên hôm nay thì mới có cái cặp ánh test để chính thức mình giới thiệu với anh em. Thì khá hợp con em. Công suất con này nhỏ, nó chỉ 25W trên vế, nhưng mà nó chất âm hay. Khẳng định với anh em một lần nữa, mịn nồi, vỏ gỗ zin, máy zin, giá cuối năm rất rẻ luôn, 8.500.000. Và trong những ngày cuối năm Khôi báo ship nhanh toàn quốc để anh em kịp nhận hàng nha. Và chỉ bán đến ngày 24 anh em nha là kết thúc, vì 24 là bô điền cũng hết nhận hàng luôn, là mình không có gửi được nữa, mà có thể phải chuyển qua xe, tình xe hoặc là xe khách anh em nha. Thì những ai mà xem được clip này mà có nhảy giao lưu á thì phải liên hệ ngay với Khôi để cho kịp. Còn giá ngày thường anh em 10.500, còn giá Tết là 8.500, anh em lưu ý cân nhắc lựa chọn. Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chuyển khoản nha, anh em tin tưởng nhau để chuyển khoản cho tiền, tại vì ship code thì nhiều khi trở ngại cho cái việc mà thu tiền vào dịp cuối năm. Anh em cứ cân nhắc để lựa chọn. Khôi kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại.